xin chào các em học sinh khối 12. Như vậy là thời gian vừa qua, các thầy cô giáo đã cung cấp cho các em rất nhiều bài học bổ ích trong chương trình hóa học lớp 12 học kỳ 2. Bắt đầu từ hôm nay, cô và các thầy cô sẽ mang đến cho các em một số chuyên đề và đề thi minh họa để giúp các em trang bị kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Bây giờ chúng ta bắt đầu với chuyên đề đầu tiên, chuyên đề đại cương về kim loại. Như các em đã biết, chuyên đề đại cương về kim loại trong sách giáo khoa lớp 12 bao gồm các bài học vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại, bài tính chất của kim loại, giải điện hóa của kim loại, bài hợp kim, bài sự ăn mòn kim loại và bài điều chế kim loại. Để củng cố kiến thức mà các em đã được học, thì bây giờ cô và các em sẽ làm một số bài tập định tính và sau đó cô sẽ hướng dẫn cho các em giải một số dạng toán quan trọng có trong chuyên đề. Chúng ta sẽ đến với câu số 1, bài tập định tính, thuộc nội dung kiến thức, tính chất của kim loại, giải điện hóa của kim loại. Đây là đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Bạc, B. Magie, C. Sắt và D. là nhôm. Bốn kim loại ở bốn phương án này theo thứ tự, từ trái sang phải trong giải điện hóa như sau. Magie, nhôm, sắt, bạc. Đi từ trái sang phải trong giải điện hóa thì tính khử của kim loại giảm dần. Như vậy bạc ở cuối giải thì bạc sẽ có tính khử yếu nhất. Chúng ta chọn phương án A. Câu số 2. Đây là đề cao đẳng năm 2008. Trong phản ứng sắt tác dụng với đồng sunfat tạo sắt 2 sunfat và đồng xảy ra có 4 phương án. Trước tiên thì các em phải xác định được sự thay đổi của các nguyên tố có trong phương trình phản ứng. Sắt từ sắt 0 lên số xóa cộng 2. Như vậy ở đây sắt đóng vai trò là chất khử hay là sắt bị oxy hóa, tức là sự oxy hóa sắt. Còn đồng từ số oxy hóa là cộng 2 giảm xuống đồng 0. Như vậy đồng 2 cộng đóng vai trò là chất oxy hóa hay là đồng 2 cộng bị khử, tức là sự khử đồng 2 cộng. Đáp án của bài là phương án D. Chúng ta đến với câu số 3, thuộc nội dung kiến thức sự ăn mòn kim loại. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu các tấm kim loại X. Kim loại X là A. Thiết, B. Kẽm, C. Đồng và D. là chì. Như các em đã biết, thép là hợp kim của sắt và carbon. Như vậy, thành phần hóa học chính của thép chính là sắt. Theo như nguyên tắc của phương pháp bảo vệ điện hóa thì kim loại X sẽ tạo biên điện hóa với sắt. Để bảo vệ được sắt thì kim loại X phải có tính khử mạnh hơn sắt. Trong bốn kim loại ở bốn phương án, chúng ta thấy rằng là kẽm đứng trước sắt trong giải điện hóa nên kẽm có tính khử mạnh hơn sắt. Do đó đáp án của bài là phương án B. Câu số 4. Thí nghiệm nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học? A. Ngâm mẫu sắt nguyên chất trong dung dịch sắt barnitrat. B. Để mẫu thép carbon trong không khí ẩm một vài ngày. C. Đốt cháy dây sắt kim loại trong bình đựng khí oxy khô. Và D. Cho viên kẽm nguyên chất vào dung dịch axit chlorhydric. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhắc lại điều kiện ăn mòn điện hóa học. Để ăn mòn điện hóa học xảy ra thì phải thỏa mãn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có một cặp điện cực khác nhau về bản chất. Có thể là kim loại hoặc là kim loại phi kim. Điều kiện thứ hai là hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp với nhau qua dây dẫn. Điều kiện thứ ba là các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. Chúng ta xét 3 phương án A, C, D. Ở đây chúng ta thấy rằng là chỉ có một điện cực duy nhất, đó là mẫu sắt nguyên chất, dây sắt kim loại và viên kẽm nguyên chất. Ở đây các phản ứng hóa học xảy ra cũng không xuất hiện thêm điện cực mới. Do đó đây là ăn mòn hóa học. Xét phương án B, thép carbon trong không khí ẩm. Chúng ta thấy rằng thỏa mãn điều kiện thứ nhất là có một cặp điện cực kim loại phi kim là sắt và carbon. Điều kiện thứ hai cũng được thỏa mãn, đó là hai kim loại và phi kim này tiếp xúc trực tiếp với nhau. Điều kiện thứ ba là không khí ẩm. Không khí ẩm là hơi nước hòa tan khí oxy và khí carbonic. Đây là dung dịch chất điện ly. Do đó, đáp án của bài là phương án B.
Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi này thuộc nội dung kiến thức điều chế kim loại. Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch? A. Kali, B. Canxi, C. Nhôm và D. Đồng. Ba kim loại kali, canxi và nhôm là ba kim loại có tính khử mạnh. Nên ba kim loại này được điều chế bằng phương pháp duy nhất, đó là điện phân nóng chảy. Còn đồng là kim loại có tính khử yếu, nên đồng có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện hoặc là điện phân dung dịch. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là phương án D. Tiếp tục sẽ đến với câu hỏi lý thuyết tổng hợp. Có các kim loại X, Y, Z, T với những đặc điểm sau. X và Y chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. X khử được ion kim loại T trong dung dịch muối của nó. Z phản ứng với dung dịch axit nitric loãng nhưng không phản ứng với dung dịch axit sulfuric đặc nguội. Các kim loại X, Y, Z, T lần lượt là. Chúng ta có 4 phương án. Bây giờ với bài này thì chúng ta phải nhìn các phương án trước. Khi nhìn vào 4 phương án thì các em thấy rằng là ở đây có 4 kim loại là natri, sắt, nhôm và đồng. Chúng ta sử dụng đặc điểm thứ 3. Z phản ứng với dung dịch axit nitric loãng nhưng không phản ứng với dung dịch axit sulfuric đặc nguội. Như vậy ở đây Z có thể là nhôm hoặc là sắt. Đến với đặc điểm số 1, X và Y chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Thì chúng ta sẽ kết luận ngay là Z phải là sắt. Tại vì nếu Z là nhôm thì Z phải thuộc đặc điểm 1 này. X, Y sẽ nằm trong hai kim loại đó là natri và nhôm. Chúng ta kết hợp đặc điểm 1 với đặc điểm 2 là X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. X khử được ion kim loại T trong dung dịch muối của nó. Như vậy chúng ta sẽ suy ra ngay là X là nhôm và Y là natri. Còn kim loại T còn lại là kim loại đồng. Do đó đáp án của bài là chúng ta chọn phương án C. Cô dành phần lớn thời gian của tiết học này để hướng dẫn các em giải các dạng toán quan trọng có trong chuyên đề. Đó là bài toán về phản ứng nhiệt khí, bài toán điện phân dung dịch muối và bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối. Bài toán về phản ứng nhiệt khí thì trong tiết học luyện tập điều chế kim loại, thầy Đinh Gia Thiện đã hướng dẫn các em rất kỹ. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối thì thầy cũng đã hướng dẫn các em giải bài toán thuận. Tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em giải bài toán ngược. Để giải được bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối thì các em phải nắm vững cho cô nguyên tắc xác định kim loại hoặc là muối được tạo thành sau phản ứng. Nhớ là chất rắn, tức là kim loại ở cuối giải, những kim loại mà có tính khử yếu nhất thì sẽ tạo ra trước. Còn dung dịch muối thì ngược lại, muối của kim loại ở đầu giải là những kim loại có tính khử mạnh nhất thì sẽ tạo ra trước. Chúng ta đến với một ví dụ. Cho M gam kẽm vào dung dịch X chứa sắt 2 clorua và đồng clorua. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn có khối lượng là M-1 gam. Phần dung dịch chỉ chứa 27,2 gam một muối. Bỏ qua sự thủy phân của các muối, khối lượng gam đồng clorua trong X là có 4 phương án. Bài này, chúng ta phân tích đề như sau. Trong đề bài xuất hiện 3 cặp điện hóa, đó là kẽm 2 cộng trên kẽm, sắt 2 cộng trên sắt và đồng 2 cộng trên đồng. Các em nhớ cho cô nguyên tắc xác định muối tạo thành sao phản ứng, đó là chúng ta chọn muối của những kim loại có tính khử mạnh trước, rồi sau đó mới đến muối của những kim loại có tính khử yếu hơn. Với bài này, phần dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có một muối, cho nên chắc chắn rằng muối đó là muối kẽm clorua. Và như vậy là muối sắt 2 clorua và muối đồng clorua đã tham gia phản ứng hết. Tiếp tục chúng ta phân tích thêm một ý nữa, đó là chất rắn thu được sau phản ứng có khối lượng là M-1 gam. Trong khi đó khối lượng chất rắn ban đầu là M gam, như vậy chất rắn sau phản ứng có khối lượng ít hơn khối lượng chất rắn ban đầu là 1 gam. Cô tóm tắt bài toán, kẽm tác dụng với hỗn hợp gồm hai muối sắt 2 clorua. Cô gọi số mol của sắt 2 clorua là X mol và số mol của đồng clorua là Y mol. Sau phản ứng thì cô thu được muối duy nhất đó là muối kẽm clorua với khối lượng là 27,2 gam.
Từ 27,2 gram này cô tính được số mol là 0,2. Như lúc nãy cho ta nói rằng là khối lượng chất rắn đầu trừ khối lượng chất rắn sau là 1 gram. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng muối đầu sẽ ít hơn khối lượng muối sau, cũng là 1 gram. Chúng ta có khối lượng muối sau là muối kẽm clorua với khối lượng là 27,2 gram. Như vậy khối lượng muối ban đầu bao gồm có khối lượng của muối sắt 2 và khối lượng của muối đồng clorua là 27,2 trừ 1 là 17,2. Như vậy chúng ta sẽ có một phương trình là khối lượng của muối sắt 2 là 127 cộng cho khối lượng của đồng clorua là 135Y là bằng 17,2. Tới đây thì các em có thể giải theo nhiều cách, hoặc là các em dùng bảo toàn electron, hoặc là các em viết phương trình phản ứng cụ thể. Cô chọn cách là bảo toàn nguyên tố clo. Các em thấy ở đây là số mol của clo có trong muối sắt 2 là 2x, số mol của clo có trong muối đồng clorua là 2y, còn số mol của clo có trong sản phẩm kẽm clorua là 2 × 0,2. Như vậy theo như bảo toàn nguyên tố clo thì cô sẽ có một phương trình nữa là 2x cộng 2y bằng 0,2 × 2. Giải hệ phương trình này, cô tìm được x là 0,1, y cũng là 0,1. Với y bằng 0,1 thì cô dễ dàng tính được khối lượng của đồng clorua là 13,5 gram. Đáp án của bài là phương án C. Chúng ta tiếp tục đến với một ví dụ nữa. Cho 29,8 gram hỗn hợp x gồm kẽm và sắt tác dụng với 400ml dung dịch bạc nitrat 1m. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch y và 60g hỗn hợp rắn T gồm 2 kim loại. Bỏ qua sự thủy phân của các muối, phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp X là. Chúng ta có 4 phương án. Tương tự như bài lúc nãy. Ở bài này thì chúng ta thấy là xuất hiện 3 cặp điện hóa, đó là kẽm 2 cộng trên kẽm, sắt 2 cộng trên sắt và bạc cộng trên bạc. Và bài này thì các em nhớ cho cô nguyên tắc để xác định kim loại tạo thành. Kim loại tạo thành theo thứ tự là kim loại nào mà có tính khử yếu nhất thì sẽ tạo trước. Như vậy ở đây là bạc sẽ tạo trước, rồi mới đến sắt, rồi mới đến kẽm. Bài này thu được sau phản ứng là 2 kim loại, như vậy chắc chắn rằng là sẽ có kim loại bạc và anh sắt sẽ còn dư. Sắt còn dư thì chúng ta kết luận là anh bạc nitrat hết. Cô tóm tắt đề bài như sau. 29,8 gram hỗn hợp X gồm có kẽm và sắt. Cô gọi số mol của kẽm là X mol. Đây là số mol của kẽm ban đầu và cũng là số mol của kẽm tham gia phản ứng, vì ở đây là kẽm tham gia phản ứng hết. Sắt số mol ban đầu là Y mol. Tác dụng với 400ml dung dịch bạc nitrat 1m, cô tính được số mol của bạc nitrat là 0,4. Tạo dung dịch Y và 60g hỗn hợp rắn T. Hỗn hợp rắn T này gồm 2 kim loại, đó là bạc và sắt. Sắt ở đây là sắt còn dư các em. Số mol của bạc chính là số mol của bạc nitrat, tức là 0,4 mol. Còn số mol của sắt thì được xác định như thế nào? Các em đầu tiên là các em tính được khối lượng của sắt, các em lấy khối lượng của hỗn hợp rắn T, các em trừ cho khối lượng của bạc. Sau đó các em lấy khối lượng của sắt chia cho m lớn của sắt thì được số mol của sắt là 0,3 mol. Có quá trình nhường và nhận E được thể hiện như sau. Ở đây các em thấy rằng là kẽm tham gia phản ứng là X. Như vậy số mol E nhường của kẽm là 2X. Sắt tham gia phản ứng là, chúng ta lấy lượng ban đầu là Y, chúng ta trừ cho cái lượng dư là 0,3. Như vậy sắt tham gia phản ứng là Y trừ 0,3. Suy ra số mol E nhường của sắt là 2 × Y − 0,3. Ag cộng tham gia phản ứng là 0,4. Và số mol E của Ag cộng nhận là cũng là 0,4. Như vậy theo định luật bảo toàn electron thì các em sẽ có được phương trình đầu tiên, đó là 2x cộng cho 2 × Y − 0,3 bằng 0,4 ở đây. Một phương trình nữa là liên quan tới tổng khối lượng của kẽm và sắt lúc ban đầu. Đây chính là khối lượng của hỗn hợp X. Như vậy cô có 65x cộng 56y bằng 29,8. Giải hệ này chúng ta sẽ tìm được X và Y. Khi có được X và Y thì các em sẽ dễ dàng tính được khối lượng của sắt.
và sau đó các em sẽ suy ra được phần trăm của sát trong hỗn hợp là 56,38%. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một dạng toán nữa, đó là bài toán điện phân dung dịch muối. Để giải được bài toán điện phân dung dịch muối thì các em phải lưu ý cho cô những kiến thức liên quan. Các em nhớ là quá trình xảy ra ở các điện cực, cực dương anode là xảy ra quá trình oxy hóa, còn cực âm cathode thì xảy ra quá trình khử. Một điểm mà các em phải lưu ý nữa đó là các em phải nhớ cho cô 4 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là trường hợp mà muối được tạo bởi hai ion và cả hai ion này đều không tham gia điện phân, ví dụ như là muối natri sulfat. Trường hợp thứ hai là trường hợp muối được tạo bởi hai ion nhưng trong đó chỉ có anion là tham gia điện phân, ví dụ như muối natri clorua. Trường hợp thứ ba là trường hợp muối được tạo bởi hai ion mà chỉ có cation là tham gia điện phân, ví dụ như muối đồng sulfat. Và trường hợp thứ tư là trường hợp muối được tạo bởi hai ion đều tham gia điện phân, ví dụ như muối đồng clorua. Các trường hợp ở các điện cực có ion không tham gia điện phân thì nước sẽ bị điện phân. Ở cực dương anode thì nước sẽ nhường 4E để tạo ra oxy và H cộng. Còn ở cực âm cathode thì nước sẽ nhận 2E để tạo ra hydro và OH trừ. Các em cũng phải nhớ cho cô thứ tự điện phân của các anion và cation. Đồng thời các em phải nắm vững và nhớ kỹ công thức Faraday. Chúng ta sẽ làm quen với dạng toán này với một bài tập. Đề bài tập như sau. Tiến hành điện phân với điện cực trơ dung dịch X chứa 0,2 mol đồng sulfat và 0,12 mol natri clorua bằng dòng điện một chiều có cường độ 2 ampe. Sau 9650 giây, ở anode thu được V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giả sử các khí sinh ra không tan trong dung dịch, giá trị của V là A. 1,344, B. 1,792, C. 2,24 và D. 2,912. Bài này đầu tiên là các em sẽ xác định được số mol A trao đổi. NA là bằng IT chia S bằng 0,2. Ở anode là cực dương thì sẽ có các anion đó là Cl trừ, SO42 trừ và nước. Thứ tự điện phân như sau. Cl trừ sẽ bị điện phân. Và Cl trừ nhường 2E để tạo ra khí clo. Anion SO42 trừ sẽ không bị điện phân và nước sẽ tham gia điện phân. Nước sẽ nhường 4E để tạo ra oxy và H cộng. Ở đây chúng ta giả sử rằng là clo trừ tham gia điện phân hết. Clo trừ với số mol là bằng số mol của natri clorua là 0,12. Nếu như tham gia điện phân hết thì chúng ta sẽ xác định được là số mol A nhường của clo trừ là 0,12. Chúng ta so sánh 0,12 này với số mol A trao đổi là 0,2. Ta thấy rằng là 0,12 này nhỏ hơn 0,2. Như vậy điều giả sử của chúng ta là đúng. Khi đó thì số mol A nhường của nước sẽ còn lại là 0,2 trừ 0,12 là 0,08. Với số mol A nhường là 0,08 thì các em sẽ tính được số mol của oxy do nước điện phân là 0,02. Từ đó các em sẽ xác định được thể tích khí là bao gồm thể tích của hai khí là khí clo và khí oxy là có thể tích là 1,792 lít. Đáp án của bài là phương án B. Tiếp tục với một bài tập điện phân nữa. Thường là các bài tập điện phân trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là những bài tập ở mức vận dụng hoặc là vận dụng cao. Như vậy là những bài này là tương đối khó nên các em phải cố gắng. Chúng ta đến với câu số 10. Tiến hành điện phân dung dịch chứa natri clorua và 0,15 mol đồng nitrat bằng điện cực trơ mà ngăn sốt với cường độ dòng điện không đổi Y bằng 5 ampe trong thời gian 6562 giây. Thì dừng điện phân, khối lượng dung dịch giảm 15,11 gram. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa M gram bột sắt, phản tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất của nitơ cộng 5. Giả sử các khí sinh ra không tan trong dung dịch, giá trị của M là. Bài này chúng ta làm như thế nào các em? Đầu tiên là các em sẽ tính được số mol A trao đổi là 0,34 mol. Rất là dễ dàng. Ở cathode
em lưu ý cho cô rằng là sẽ có các cation là Na cộng, CO2 cộng và nước. Thứ tự điện phân là với tính oxy mạnh của mình thì CO2 cộng sẽ bị điện phân trước. CO2 cộng nhận 2A tạo ra CO. Ở đây chúng ta giả sử rằng là đồng 2 cộng đã bị điện phân hết. Đồng 2 cộng với số mol chính là số mol của đồng nitrat là 0,15 thì chúng ta sẽ có số mol A nhận là 0,3. So sánh 0,3 này với số mol A đâu đó là 0,34 thì ta thấy rằng 0,3 nhỏ không hơn 0,34. Như vậy là rõ ràng ở đây sẽ có nước bị điện phân. Các em lưu ý cho cô là Na cộng này là không tham gia điện phân nhé. Như vậy là ở đây số mol A nhận của nước sẽ còn lại là 0,34 trừ 0,3 ở trên này là ở dưới này là 0,04. Từ số mol A nhận của nước là 0,04 thì các em sẽ suy ra được số mol hydro là 0,02 và số mol OH trừ là 0,04. Tiếp tục chúng ta xét sự điện phân ở cực dương anode. Ở cực dương anode thì sẽ có các anion đó là Cl trừ, NO3 trừ và có phân tử nước. Thứ tự điện phân như sau. Đầu tiên là clo trừ sẽ tham gia điện phân. Clo trừ sẽ nhường 2A để tạo ra khí clo. Anion NO3 trừ là không tham gia điện phân. Như vậy nước sẽ điện phân, tạo ra khí oxy và H cộng. Ở đây cô gọi X là số mol của khí clo, A là số mol của khí oxy. Như vậy số mol A nhường của Cl trừ là 2X. Số mol A nhường của nước là 4Y. Như vậy là chúng ta có này, tổng số mol A nhường ở đây là 2X cộng 4Y, chính là số mol A trao đổi. Như vậy là 2X cộng 4Y là bằng 0,34. Trong đề bài nói rằng là khối lượng dung dịch giảm 15,11 gam. Khối lượng dung dịch giảm chính là do kim loại đồng tạo thành và các khí hydro, clo và oxy thoát ra. Như vậy chúng ta sẽ có được một phương trình thứ hai. Giải hệ gồm 1 và 2 thì cô sẽ tìm được X bằng 0,05 và Y bằng 0,06. Dung dịch sau phản ứng có chứa 0,3 mol NO3 trừ, 0,1 mol Na cộng bảo lưu. Sử dụng định luật bảo toàn điện tích, chúng ta sẽ suy ra được số mol H cộng trong dung dịch sau điện phân là 0,2 mol. Theo đề sát trùng tối đa, như vậy theo các em sản phẩm cuối cùng sẽ tạo muối sắt máy. Ở đây là sát sẽ tham gia hai phản ứng. Đầu tiên là sát sẽ tạo muối sắt 3. Sau đó sát khử muối sắt 3 về muối sắt 2. Cô gộp hai phương trình thành một. Các em đặt số mol của H cộng là 0,2 mol. Số mol của NO3 trừ là 0,3 mol vào phương trình. Sau đó các em so sánh tỷ lệ 0,2 chia 8 và 0,3 chia 2. Thì các em thấy tỷ lệ 0,2 chia 8 này nhỏ hơn 0,3 chia 2. Như vậy chúng ta sẽ tính lượng sát theo H cộng. Số mol sát sẽ là 0,075 và suy ra được khối lượng của sát là 4,2 gam. Các em thân mến, chuyên đề đại cương về kim loại có nhiều bài tập nhưng với thời lượng có hạn của tiết học nên cô và các em chỉ có thể giải một số bài tập. Cô sẽ cung cấp cho các em một đường link để các em lên đây tải bài tập về tự luyện ở nhà. Trong quá trình tự luyện, nếu như các em gặp trở ngại gì thì các em cứ mạnh dạn liên lạc với các thầy cô giáo qua trang Facebook Hỗ trợ học hóa qua truyền hình Quảng Nam. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã đồng hành với cô. Chúc các em thành công. Thân ái tạm biệt các em.